trời dữ lắm. Bấm một cái là ngay bên bên liền. Đi ra là đi nha. Xem chiếc tàu cá khổng lồ của tỉnh Kiên Giang nha các bạn, dữ lắm. Cái tàu này lớn nó to, cũng đang chuẩn bị để xuất hành. Còn này các bạn cũng tiếp luôn đó. Còn đèn bắn nè, ở trong ụ mới vừa ra khỏi ụ nha các bạn. Và bây giờ là có thể là đang chuẩn bị để xuất hành đó các bạn ơi. Quá trời luôn. Cái này mình đứng xa nha, cho nên các bạn và mọi người cũng thông cảm. Cái này mình đứng gần một cái nghe nó hơi bô, nào cái nghe nhức mình nha. Đủ lắm cái tàu. Có một số tàu anh em cũng đang chuẩn bị kéo mấy cái tàu kia ra nó nữa các bạn. Trời ơi luôn kìa. Cái này mình đứng tốt ở trên cầu sông Cái Bé bóng xuống nha các bạn. Bởi vì nên cái độ nó hơi xa lắm, bởi cho nên cái tiếng mình cũng không nghe được cái tiếng, chỉ nghe được cái hơi thôi rồi nè. À, bắn một cái rồi trời, dữ lắm luôn. Cái tầm nó cũng xa quá đi, cho nên mình nghe nó cũng không có được tả cái lỗ tai nha các bạn. Cái này mình nói gần ngoài nghe nè, bô cái này là nghe sướng luôn. Tàu dữ lắm bự. Đó các bạn nghe nè, bịch cấu gì mà tàu không thấy đi luôn á các bạn. Tàu lớn lắm. Tại mà đứng đây thì một cặp nha các bạn. Đó, đang ra một chiếc nữa kìa. Quả trời khủng luôn chưa. Chiếc đó chắc đang kéo chiếc này ra đó nha. Hỗ trợ tiếp ra các bạn. Tại vì đậu là đậu khích đeo với nhau, bởi cho nên là buộc mình phải kéo tiếp cái đầu gịch ngang ra mới ra được. Ở trước cũng chiếc tàu khổng lồ, ở trước đang kéo gì nữa nè các bạn, thấy không? Đây là hỗ trợ tiếp cái này. Khổng lồ luôn. Ở trong đó một chiếc xì khói trắng không luôn à. Ok, kìa đang ra kìa. Đó, đang hỗ trợ ra nhấp luôn. Hôm nay là ngày mùng 9 đó các bạn, bởi tốt ngày. Bây giờ là các anh em xuống với nhau để mình xuất hành. Hả thầu luôn chưa? Rất đông luôn ha. Tàu ra rất đông. Ở đây một số đang chuẩn bị ra luôn á. Rồi chiếc này thì ra nè. Còn nó ở đâu mà nghe bên bên vậy? Phải cha. À bạn cá vừa qua tàu. Ở đâu nào cũng có. Bình bình mà. Trời ơi có nắng kìa. Nắng nữa bạn. Quá trời luôn à. Có nắng về kéo có nắng luôn. Xuống nhau để kéo rồi tiếp ra đó các bạn.
cầu hình như còn đang nghe ra nó bạn nghe thì hiện dưới nữa. Đâu trời. Đâu rồi. Đó không gió lại. Không gió lại nó hơn chạy đi chơi trời. Kéo ra hết đó. Chính rồi, bởi cho nên là tốt ngày các bạn. Giờ hai anh em nào cũng tranh thủ để ra hết. Nó nẹp cái xì khối trời. Giật mình. Kìa đang bắn dữ luôn à. Trong này thì cũng còn đang ra một chiếc đó các bạn. Bắt đầu đông ha. Có vẻ đắng xịt khối rồi. Quá xa. Đó, ở đây bắt đầu đâm đầu ra một chiếc nữa các bạn. Chiếc này bắt đầu ra luôn rồi đó các bạn. Yeah.
khéo quay đầu ngang ra hết các bạn. Ông làm thiệt khó trắng luôn.